Cách đây 3 ngày, một quán ăn tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy kinh hoàng sau tiếng nổ khiến nhiều người dân sống gần đó hoảng loạn. Nguyên nhân ban đầu được công an nhận định là do bị bỏ chất nổ vì mâu thuẫn tiền bạc. May mắn là không có ai bị thương. Hôm nay, thêm một quán nữa thành phố Hồ Chí Minh bỗng nhiên bốc cháy. Cụ thể, quán ăn bốc cháy sáng nay nằm ở góc đường Phan Văn Hớn, Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một quán ăn nằm ở góc đường Phan Văn Hớn, Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Ngay sau đó, khói đen kèm ngọn lửa bốc lên. Nhiều người dân đã hô hoán đập cửa nhưng do quán đóng cửa và không có ai bên trong, một số nhân viên quán kế bên đã kéo vòi nước và bình chữa cháy mini để dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 cũng nhanh chóng có mặt và ngọn lửa được khống chế sau đó. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc bên trong quán ăn bị hư hỏng cháy rụi. Bước đầu ngọn lửa được cho là phát ra từ khu vực nhà bếp của quán. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy quán ăn này vẫn đang được điều tra làm rõ.